Cuộc sống của Hoa hậu Phương Nga sao ồn ào 16 tỷ với đại gia, làm giám đốc truyền thông, trẻ trung và xinh đẹp bất chấp. Hiện giờ thì mình đang làm giám đốc marketing cho thương hiệu nội thất, một thương hiệu nội thất ở Việt Nam. Và suốt thời gian vừa qua thì mình rất là may mắn bởi vì mình vẫn được làm việc và có rất là nhiều công việc khá là bận rộn. Năm 2015, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga từng trở thành cái tên phủ sóng khắp mặt báo vì ồn ào tình tiền với đại gia Cao Toàn Mỹ. Kể từ khi thoát khỏi vòng lao lý, người đẹp đã hoàn toàn trở lại với cuộc sống bình thường, thỉnh thoảng tham gia những hoạt động giải trí. Nhưng nhìn chung, Hoa hậu vẫn giữ đời tư kín tiếng nhất có thể. Trên trang cá nhân, Trương Hồ Phương Nga thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh về công việc và đời thường. Người đẹp dành thời gian đọc sách, tập yoga, lên chùa cầu bình an, thanh tịnh tâm hồn. Trong mọi hoạt động, Phương Nga đều gắn bó với người bạn thân thiết lâu năm là Thùy Dung. Cùng nhau trải qua khó khăn, cô xem Thùy Dung như tri kỷ và thường xuyên có những dòng chia sẻ xúc động về tình bạn này. Cô tâm sự, mình học được ở Dung rất nhiều điều, lòng vị tha, trắc ẩn, niềm tin vào tình nghĩa không dễ phai nhạt và niềm vui trưởng thành hơn mỗi ngày. Mãi nắm tay nhau luôn nhé, chỉ cần có một người tri kỷ san sẻ thì mọi điều giản dị cũng hóa lung linh. Nếu những cặp bạn thân khác có các kỷ niệm bằng chuyến đi chơi, quãng thời gian học hành, thì Phương Nga và Thùy Dung lại có những khoảnh khắc không thể nào quên khi ở tại nhà giam. Không phải tình bạn nào cũng trải qua những chuyện khó khăn như vậy. Và sau mọi biến cố, họ hiểu thêm về đối phương, trân trọng và xem nhau là món quà đặc biệt nhất được trao tặng. Cô nhớ lại, đêm 30 Tết của 3 năm trước, Dung bất chấp mọi quy định khắc nghiệt của trại giam, la lớn cho mình nghe, chúc bé Bông năm mới bình an. Thật hạnh phúc khi Tết đến có thể tự do ngồi bên cạnh, cùng uống một ly cà phê và đi sắm đồ Tết cho nhau. Dù luôn ăn mặc giản dị, khuôn mặt không chút son phấn, song nàng hậu vẫn nhận được không ít lời khen cho diện mạo trẻ trung. Ở những lần lên đồ trang điểm kỹ lưỡng chỉnh chu khi xuất hiện ở các sự kiện, Phương Nga tạo được nhiều sự chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, mong manh. Thỉnh thoảng Hoa hậu xuất hiện trong một số sự kiện show diễn thời trang với vai trò khách mời, người mẫu hay làm MC chương trình. Điển hình như Trương Hồ Phương Nga còn trở thành người mẫu trong bộ ảnh kỷ niệm 10 năm của một nhà thiết kế. Người đẹp luôn được khen ngợi nhờ tạo dáng đẹp cùng tác phong làm việc chuyên nghiệp đúng giờ. Trước đó cô từng giữ vị trí vedette khi trình diễn ở show của nhà thiết kế này tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam năm 2019. Hiện tại Trương Hồ Phương Nga đang là giám đốc truyền thông của một công ty. Vì đã từng học và có kinh nghiệm ở lĩnh vực này nên cô không hề gặp nhiều khó khăn trong công việc. Được biết Phương Nga chưa có kế hoạch quay lại showbiz mà chỉ nhận một số lời mời phù hợp. Trương Hồ Phương Nga từng đạt danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Sau khi đăng quang, nàng hậu không lấn sân vào showbiz mà hoàn toàn tập trung cho việc học đại học. Năm 2009, cô trở về Việt Nam gây chú ý khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC và diễn viên. Trải qua nhiều biến cố và từng phải gắn với cái mác Hoa hậu Thị Phi, song may mắn khi cô đã vượt qua khó khăn và lấy lại ổn định cuộc sống. Dù chưa quay lại hoạt động sôi nổi trong showbiz, Trương Hồ Phương Nga vẫn được khán giả chú ý vì xinh đẹp, tài năng và thông minh. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.